Sangbon tháng 9 năm 2021, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương bất ngờ đăng tải hình ảnh bắn tay một đứa bé mới chào đời. Đi kèm hình ảnh này, Phạm Hương chia sẻ dòng trạng thái ngắn My Apollo, tạm dịch Apollo của tôi. Nhiều người suy đoán rằng đây là tên mà Phạm Hương đặt cho đứa con thứ hai của mình. Phía quản lý của Phạm Hương cũng đã nhanh chóng xác nhận Phạm Hương đã sinh em bé hồi tháng 7, bé tên Apollo. Hôm nay 4 tháng 9 là ngày sinh nhật của Phạm Hương, nên người đẹp muốn chia sẻ niềm vui cùng mọi người khi có thêm một đứa con trai nữa. Dưới bài đăng của Phạm Hương, nhiều sao Việt cũng để lại bình luận chúc mừng. Hoa hậu Khánh Vân gửi lời chúc: "Yêu quá chị ơi, chúc mừng sinh nhật chị, luôn mạnh khỏe và hạnh phúc chị nhé." Hoa hậu Hennie viết: "Ôi chúc mừng chị nhé." Người mẫu Tường Linh cũng chia sẻ niềm vui cùng nàng hậu: "Chúc mừng chị và gia đình." Diễn viên Thiên Minh, Prim Minh Trương, Diệp Lâm Anh, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cũng để lại lời chúc mừng hậu Phạm Hương chào đón bé trai thứ hai. Sau khi bất ngờ tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam để sang Mỹ vào năm 2018, Phạm Hương khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối khi cô là nàng hậu có lượng fan khá đông đảo. Thời điểm đó, mạng xã hội cũng rộ lên tin đồn cô sang Mỹ sinh con, song người trong cuộc đã phủ nhận. Cuối năm 2019, Phạm Hương mới chính thức xác nhận và khoe con trai đầu lòng tên Maximus, khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Lúc này nhóc tí đã hơn 1 tuổi, dù thoải mái trong việc chia sẻ hình ảnh của con trai trên mạng xã hội, nhưng cô vẫn giữ kín khuôn mặt và danh tính của bố các con. Điều này khiến khán giả không khỏi tò mò và hy vọng Phạm Hương sớm có hình ảnh gia đình hạnh phúc với đầy đủ các thành viên.